Quý vị và các bạn thân mến, trong video hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được quá trình gác dầm trên đường dẫn cầu Rạch Miễu 2 phía cồn Thới Sơn thuộc địa phận của tỉnh Tiền Giang. Đây là vị trí từ trụ B36 sang trụ B37. Những phiến dầm như vậy thì nặng khoảng 80 tấn và dài 38,2 m. Thì các đơn vị thi công phải nói là phối hợp rất là nhịp nhàng và các anh thi công rất là chuyên nghiệp. Thì hai cái cẩu sẽ giữ một cẩu là một đầu, sẽ phối hợp với nhau để mà đưa vào vị trí. Còn phía bên dưới xà lan thì cũng có hai cái cẩu phối hợp với nhau để mà đưa cái phiến dầm này trên bờ, và bắt đầu là sử dụng xe chuyên dụng để mà vận chuyển những cái phiến dầm này lên đến vị trí cần gác dầm. Ở video trước thì mình có quay rất là cận cảnh, quý vị khán giả chưa thấy được cái quá trình vận chuyển những cái phiến dầm tới vị trí cần gác thì quý vị khán giả xem lại ở những video trước nha. Trong video này thì mình sẽ quay tổng thể ở trên cao để mà quý vị khán giả sẽ thấy được quá trình gác phiến dầm cuối cùng ở trụ B36 sang trụ B37 hôm nay như thế nào. Bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nha.